Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Biển Đông trên kênh FBNC. Tuần qua, dư luận quốc tế đều hướng tập trung về châu Âu khi có hàng loạt sự kiện nóng diễn ra như hội nghị thượng đỉnh các nhóm cường quốc công nghiệp G7 và Mỹ Liên minh châu Âu EU. Đáng chú ý là trong tuyên bố chung, các vị lãnh đạo đều đề cập đến vấn đề Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sau hội nghị thượng đỉnh kết thúc, các nhà lãnh đạo G7 và EU ra thông cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thượng tôn luật lệ. Các nước kiên quyết phản đối bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng. Bên cạnh đó, thông cáo chung của G7 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và khuyến khích giải quyết hòa bình các vấn đề giữa hai bờ eo biển. Mới đây, Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo với giọng điệu diều hâu quen thuộc của chính phủ Trung Quốc, đã đăng tải loạt ảnh về các chiến hạm nước này vừa tham gia tập trận ở Biển Đông. Động thái này diễn ra trong lúc Trung Quốc bị liên minh các cường quốc đặt làm tiêu điểm bàn luận. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cho biết, đó là tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type-052 khác là Nam Ninh, được biên chế cho Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc BOA trong năm nay. Và nó vừa ra mắt công chúng lần đầu tiên trong cuộc tập trận ở Biển Đông. Cụ thể, các tàu chiến thuộc một đội tàu khu trục của Hải quân thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của BOA gần đây đã tổ chức một cuộc diễn tập thực chiến kéo dài 4 ngày tại các vùng biển ở Biển Đông, thực hành các bài diễn tập bao gồm nổ súng trên biển. Ngoài tàu tiếp nhiên liệu Type-901 Changanhu, tàu đổ bộ Type-071 Williamson, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Type-052 Nam Ninh cũng là một phần của cuộc tập trận. Một bức ảnh được công bố cùng với báo cáo trên một trang web tiếng Anh của BOA đã đưa tin vào Chủ nhật vừa rồi cho thấy. Đây là lần đầu tiên người ta thấy Nam Ninh tham gia một cuộc tập trận trong một báo cáo chính thức, cho thấy rằng tàu chiến đã được đưa vào biên chế Hải quân của Bộ Tư lệnh Quân khu phía Nam của BOA. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, tham gia cuộc tập trận lần này cho thấy Nam Ninh đang đạt được khả năng chiến đấu với tốc độ nhanh chóng. Sau khi có được khả năng tác chiến, Nam Ninh ở Biển Đông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và các lợi ích phát triển của Trung Quốc, chuyên gia này nói. Về phía Mỹ, không chỉ dừng lại ở những tuyên bố bằng lời, kêu gọi các đồng minh trong hội nghị G7 và NATO cùng hợp lực chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ còn không ngần ngại triển khai động thái quân sự dàn mặt. Vào hôm qua ngày 15 tháng 6, sau khi phía Trung Quốc lên tiếng phản pháo, Hải quân Hoa Kỳ đã đáp lời bằng cách cử một nhóm tàu tác chiến sân bay do USS Ronald Reagan dẫn đầu tiến vào Biển Đông. Như một phần của sứ mệnh duy trì sự hiện diện thường lệ của Mỹ tại vùng biển này, Reuters dẫn lời thông báo của Hải quân Mỹ cho biết, khi ở Biển Đông, nhóm tấn công đang tiến hành các hoạt động an ninh hàng hải, bao gồm các hoạt động bay bằng cánh máy bay cố định và cánh quay, các cuộc tập trận tấn công trên biển và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân. Các hoạt động của tàu sân bay ở Biển Đông là một phần trong hoạt động hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tham gia hoạt động lần này, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ được tháp tùng bởi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Hoshi. Theo Reuters, Trung Quốc thường xuyên phản đối các sứ mệnh quân sự của Mỹ ở Biển Đông và nói rằng chúng không giúp thúc đẩy hòa bình hoặc ổn định. Do đó, để sẵn sàng trước các cuộc ghé thăm từ những đối thủ thách thức, Trung Quốc đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông trong những năm gần đây, bao gồm cả việc xây dựng các đảo nhân tạo và căn cứ không quân. Trong khi đó, Reuters cũng tiết lộ các tàu chiến Mỹ đã đi qua Biển Đông với tần suất ngày càng nhiều trong những năm gần đây nhằm phô trương sức mạnh chống lại các yêu sách của Trung Quốc. Trong những tuần qua, các động thái ngang ngược của Trung Quốc thực sự đã chạm đến Việt Nam khi theo dõi dữ liệu hành trình ghi lại bởi trang Marine Traffic. Do nhà nghiên cứu Zachary Haver công bố, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, dữ liệu AIS cho thấy tàu số hiệu P209952 và tàu hải cảnh Trung Quốc CCG4301 đã xuất hiện gần nhau ở khu vực gần đảo Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm phi pháp. Trước thông tin này, vào hôm 9 tháng 6, Việt Nam ta đã chính thức công bố quyết định thành lập Hải đội Dân quân Thường trực tỉnh Kiên Giang. Hải đội này có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, tuần tra thu thập xử lý thông tin trên không, trên biển, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn, vận tải tiếp tế trên biển. Ngoài tổ chức thành lập lực lượng tương đương với lực lượng dân quân tự vệ ở các địa phương, Hải đội Dân quân Thường trực của Kiên Giang còn được trang bị 9 tàu làm nhiệm vụ, trong đó có nhiều tàu công suất lớn, được thiết kế vỏ thép, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, được trang bị hệ thống động lực khí tài hàng hải, thông tin liên lạc trang thiết bị khai thác, thế hệ mới, hiện đại, đảm bảo đáp ứng các hoạt động làm nhiệm vụ kinh tế quốc phòng ở các vùng biển xa bờ trong điều kiện thời tiết biển động mạnh.
Tờ Nikkei Asia gọi việc thành lập một hải đội dân quân ở Kiên Giang là một động thái cho thấy Việt Nam đã thực hiện một bước mới để tăng cường sự hiện diện trên Biển Đông khi căng thẳng lãnh thổ gia tăng ở Biển Đông. Quan điểm của tờ báo còn cho rằng, việc thành lập một lực lượng dân quân biển mới ở tỉnh Kiên Giang hướng ra vịnh Thái Lan cho thấy nước ta coi trọng vị trí chiến lược ở cực Tây Nam của Tổ quốc, đơn vị sẽ bảo vệ các hoạt động đánh bắt và thực hiện tuần tra cùng các nhiệm vụ khác. Ngoài Biển Đông, tình hình ở eo biển Đài Loan tuần qua vẫn không mấy yên ngã khi Trung Quốc bất ngờ điều số lượng cao kỷ lục chiến đấu cơ xâm phạm vùng ADIZ Đài Loan. Theo một quan chức Đài Loan vừa cho Reuters hay, giới chức hòn đảo này tin rằng Trung Quốc đang gửi một thông điệp cứng rắn tới Mỹ sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ USS Ronald Reagan đi qua eo biển Ba Sĩ nằm giữa Đài Loan và Philippines rồi vào Biển Đông. Đó là một hành động đe dọa chiến lược dành cho Mỹ. Bắc Kinh muốn Washington lưu ý về khả năng của họ và kiềm chế hành vi. Ngoài ra, giới phân tích còn cho rằng Đài Bắc cần lưu ý đến thực tế là quân đội Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận nhắm vào vùng ADIZ phía đông nam của Đài Loan, nơi có hai căn cứ không quân lớn làm lá chắn bảo vệ hòn đảo trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Có thể thấy, Bắc Kinh đã nhìn thấu kế hoạch trên và liên tục điều hàng loạt khí tài diễn tập thế trận vây hãm Đài Loan. Trong số 28 máy bay quân sự mà Trung Quốc điều đến vùng ADIZ Đài Loan, có 14 chiếc tiêm kích J-16, 6 tiêm kích J-11, 4 oanh tạc cơ H-6 có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Ngoài ra có máy bay chống ngầm, tàu tác chiến điện tử và cảnh báo sớm. Về phía Mỹ, Sứ Cờ Hoa cũng không hề có những dấu hiệu nhẹ giọng với Trung Quốc sau khi người phát ngôn Lầu Năm Góc cảnh báo Bắc Kinh đừng quá khích kẹo vấp phải những tính toán sai lầm, thì hôm 17 tháng 6 theo giờ địa phương, các hạ nghị sĩ từ cả hai đảng của Hoa Kỳ tuyên bố sẽ cùng thông qua một đạo luật mới nhằm tìm cách thúc đẩy sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, mang tên Đạo luật Hòa bình và Ổn định Đài Loan. Nguồn tin từ Reuters cho biết, các thành viên từ đảng Dân Chủ và cả đảng Cộng Hòa của Hạ viện Hoa Kỳ sẽ ban hành luật hỗ trợ Đài Loan trong tuần này như một phần trong nỗ lực của Quốc hội Mỹ nhằm có đường lối cứng rắn trong chính sách ngoại giao với Trung Quốc. Các đại diện Amy Berra và Trish Chabot, hai hạ nghị sĩ từ hai đảng phái cũng là đồng chủ tịch của Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, sẽ cùng giới thiệu đạo luật hòa bình và ổn định Đài Loan, một biện pháp để Mỹ hỗ trợ không gian ngoại giao, kinh tế và vật chất cho hòn đảo. Điều đáng chú ý, đây sẽ là một lĩnh vực mà cả hai đảng phái vốn luôn tồn tại những bất đồng sâu sắc trong nội bộ nước Mỹ có thể cùng lên tiếng. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bày tỏ sự cảm ơn về sự ủng hộ này từ Mỹ và cho biết họ sẽ chú ý đến tiến trình của dự luật. Một thông tin khác được Hạ nghị sĩ Pera cung cấp, đó là mục đích cuối cùng của phần lớn đạo luật Đài Loan mới sẽ được đưa vào đạo luật Đại Bàng, một dự luật sâu rộng về giao dịch để đối phó với Trung Quốc mà đại diện Craig Mix, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã đưa ra hồi tháng trước. Mặt khác, theo cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Craig Camping, nhận định mặc dù Mỹ tiếp tục siết chặt quan hệ với Đài Loan, nhưng sẽ không xem xét lại các thỏa thuận với hòn đảo vì vấn đề tế nhị với Trung Quốc. Tại phiên điều trần trước Thượng viện hôm 15 tháng 6, nhà ngoại giao thông thạo cả tiếng Trung và tiếng Nhật này khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ với Đài Loan mạnh hơn bao giờ hết kể từ năm 1979, khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang thiết lập quan hệ với Trung Quốc. Căng thẳng gia tăng ở eo biển Đài Loan trong những tháng vừa qua đã thúc đẩy một số nhà phân tích và lập pháp Mỹ kêu gọi từ bỏ chính sách mơ hồ chiến lược, một chính sách không quy định rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào đối với một cuộc xung đột quân sự trên eo biển Đài Loan. Và khi được hỏi liệu ông có ủng hộ với một sự thay đổi đối với chính sách trên, ông Brian Ring nói rằng chính sách hiện tại của Mỹ chỉ công nhận chính quyền Bắc Kinh đã đảm bảo sự ổn định thường xuyên eo biển và an ninh của Đài Loan trong nhiều thập niên qua, ông nói. Khi mối đe dọa từ Trung Quốc ngày càng gia tăng, khi hành vi hung hăng và bắt nạt của Bắc Kinh đối với Đài Loan ngày càng quyết liệt, tôi nghĩ rằng phản ứng của chúng ta cũng phải được điều chỉnh. Nhưng tôi tin rằng khuôn khổ mà chúng ta hiện có và việc đáp ứng các nghĩa vụ quy định trong đạo luật quan hệ Đài Loan cung cấp cho chúng ta các công cụ để thực hiện điều đó. Được biết, theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1979, Mỹ sẽ cung cấp vũ khí mang tính phòng cho Đài Bắc để tự vệ, nhưng không nói rõ Mỹ sẽ chiến đấu để bảo vệ Đài Loan. Hôm 11 tháng 6, trước thông tin Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh đảo Ba Đình thuộc quần đảo Trường Sa, Bộ Ngoại giao đã lên tiếng phản đối cho rằng đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tái khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Trong thời gian qua, Đài Loan đã có động thái tăng cường sự hiện diện quân sự ở đảo Ba Đình, thực thể Đài Loan chiếm đóng trái phép ở Trường Sa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Biển Đông hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị chú ý theo dõi.